Hiếu xin chào bà con và mọi người. Thì hiện tại thì mọi người đang chuẩn bị bước vào cái vụ gieo xạ vụ hè thu năm 2021 đó. Và bây giờ Hiếu sẽ làm một cái video để báo giá phân bón vào tháng 4 này nha mọi người đó. Và nếu mọi người thấy video của mình hay thì mọi người hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh đó. Và hiện tại thì Hiếu có làm một cái trang fanpage trên Facebook đó mọi người, có tên là Vật tư nông nghiệp Quỳnh Hiếu. Và Vật tư nông nghiệp á, mình viết hoa và viết tắt á mọi người, Vật tư nông nghiệp Quỳnh Hiếu đó. Mọi người hãy vào Facebook để ấn theo dõi trang fanpage giúp mình nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi vào video thôi. Thì lúc trước á, thì Hiếu cũng có làm mấy cái video là dự báo về cái giá, báo giá thuốc, giá thuốc của Syngenta, rồi Lộc Trời, rồi có báo giá phân đó mọi người. Thì bây giờ Hiếu sẽ cố gắng là mình sẽ báo giá phân bón mỗi một tháng một lần nha mọi người. Thì cái giá phân đó thì của tháng 4 này so với cái video lúc trước mình báo giá ngày 4 tháng 3 thì nó cũng tương đối bình ổn, nó không có thay đổi nhiều. Thì cụ thể thì cái phân DAP nè mọi người, DAP Hồng Hà Zin loại 1 nha. Đây nó có cái tem nè, đó mọi người xem, có cái tem ha. Rồi đó, đó là cái bao này là nhập khẩu từ ở bên Trung Quốc qua luôn đó. Và cái giá hiện tại bán lẻ cho nông dân là một bao vậy là 800 ngàn tiền mặt đó, là cái phần DAP. Hiện tại thì chỗ mình có thêm một cái mẫu DAP đây mọi người. Cái mẫu DAP này là DAP của con cò, của con cò nha mọi người. Đây, và cái DAP này thì cái hạt nó màu vàng đó, nó có áo thêm một cái lớp vi sinh nha mọi người. Đây, áo vi sinh. Đó, và cái hàm lượng của nó vẫn là đúng là 18-46 luôn mọi người. 18-46. Thì cái giá DAP này thì 790.000 nha mọi người. Nó có áo thêm một lớp vi sinh. Và đó, thì cái clip sau mình sẽ làm cái so sánh giữa cái DAP này với cái DAP Hồng Hà. Tiếp theo là đến mẫu đạm Cà Mau đó. Cái đạm Cà Mau này thì hiện tại giá bán lẻ cho nông dân thì cũng là 500.000 nha mọi người, 500.000 tiền mặt đó, 500.000, nó cũng không có thay đổi nhiều. Và cái ure Phú Mỹ, cái ure Phú Mỹ này thì 470.000 tới tay nông dân nha mọi người đó, 470.000. Thì ure DAP thì tiếp theo thì đến với cái mặt hàng kali đó. Kali thì ở đây mình bán hàng kali nhập nha, kali Israel đó, có hai cục rồng đó. Và cái dạng hạt này là 430.000 đó, 430.000 tiền mặt. Còn cái kali nhuyễn thì nó rẻ hơn xíu đó. Kali nhuyễn thì nó khoảng 420.000. Kali nhuyễn thì nó cũng của Israel luôn. Thì mình bán cái hàng nào thì mình giới thiệu báo giá hàng đó. Rồi tiếp theo, đây mọi người, 20-20-15 đầu trâu đó. Đầu trâu đen ha. Thì cái hàng này thì bà con cũng biết rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì bà con tìm mua nó cũng hơi khó, lý do thì đại lý cũng cũng ít có bán ra công nợ, ít bán, và hàng này chỉ bán tiền mặt thôi. Và giá hiện tại thì nó là 670.000, 670.000 nha mọi người đó. Và cái hiện tại trên thị trường cái phân là 20-15 này nó rất là nhiều loại, và đứng đầu vẫn là thằng 20-15 đầu trâu.
Tiếp đến thì ở đây thì mình có nhận một cái mặt hàng của con cò luôn mọi người. Đây, cái mặt hàng 25 15 năm. Đó, thì cái 25 15 này á thì cái hàm lượng á nó là đạm á nó cao tới 25 lần. Và mình bón cho đợt 1, đợt 2 cực kỳ tốt nha mọi người. Và cái giá của cái 25 15 năm của ba con cò này á là 630.000 một bao. Đó, giá tiền mặt. Còn cái 20 15 TE thì hiện tại chỗ mình đang bán với giá là 600.000 tiền mặt nha mọi người. Đó, 20 15 TE. Rồi. Đây cái mẫu 20 15 TE nè mọi người. Hồi nãy mình quên quay cho mọi người xem. Đó, cái mẫu 20 15 TE. Tiếp đến. Đó là cái phần NPK Việt Nhật. Phân NPK 16 16 8 13S. Hàng của Việt Nhật ha. Phân này là phân một màu. Đó. Thì cái giá chỗ mình đang bán là 490.000 tiền mặt. Và cái NPK hàng Việt cũng vậy nha mọi người. Đó, hàng Việt thì của Lộc Trời đang phân phối thì cũng với giá là 490.000. Đó. Rồi còn cái phân 20-20 của Bình Điền thì hiện tại cái giá nó là 550.000 nha mọi người. Super nha mọi người. Lân super thì công dụng của nó là hạ phèn và cải tạo đất. Đó, rất là tốt luôn. Sản phẩm này có rất là lâu đời rồi. Và cái giá của cái bao lân super này là 170.000. Đó. Rồi ngoài lân super ra thì còn rất là nhiều dòng mà lân hữu cơ. Đó. Và thì ở đây thì mình có lân hữu cơ đầu trâu và một loại lân hữu cơ của tê giác. Đây là mọi người, cái lân hữu cơ của đầu trâu nè thì giá nó 185.000 đến 190.000. Đó. Ở đây là lân hữu cơ của tê giác và nó đang có giá hiện tại cũng vậy mọi người, nó tầm 185 đến 195. Đó, nó nằm hai cái mốc đó. Rồi còn một số mà mặt hàng lân mà lân khác đó mà cái giá cao hơn đó thì đó là do công ty họ làm chương trình cho đại lý nha. Đó. Thì nếu mà bà con mua mà không sợ lầm đó, thì bà con chỉ việc lân super rồi lân đầu trâu đó, lân hữu cơ của đầu trâu ở đây á thì là ni chất bo, đó là bo canxi bo đó. Ni chất bo thì cái bao này chỗ mình đang bán với giá là 290.000 bao 25 kg. Còn ở đây là cái bao vôi hạ phèn, vôi nông nghiệp ha. Bao mình ở đây cái mình bán cái mẫu bao là 50 kg và giá hiện tại là 100.000. Đây. Còn một số mặt hàng phân khác á thì nếu bà con muốn biết thì bà con cứ comment ở phía dưới video thì Hiếu sẽ đọc và Hiếu trả lời báo giá cho mọi người. Đó, đây là một số mặt hàng phân mà cơ bản trên thị trường. Đó. Rồi bây giờ Hiếu xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video của mình hữu ích á, thì mọi người hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký. Đó. Và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Đó. Hiếu xin chào mọi người. Chúc mọi người vụ hè thu này trúng mùa, trúng giá nha mọi người.